công bố kết quả Gió Hát Việt 2015. Xin cảm ơn Nông Phước Thịnh và Vũ Đoàn Bước Nhảy. Ok, một câu hỏi ngắn trước khi bạn tạm biệt chúng tôi nào. Nu thân mến, có lẽ Nu cũng là một khán giả rất là theo dõi Giọng Hát Việt đến nay rất là kỹ càng. Thế thì đối với Nu, theo bạn năm nay ai xứng đoán thành quán quân của Giọng Hát Việt 2015? Đây quả thực là một câu hỏi rất khó đúng không anh? Thì bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng sẽ rất khó để chọn cho mình một đối tượng, nhất là trong những cuộc thi chất lượng và uy tín như Giọng Hát Việt năm nay. Bốn vị giám khảo đều có bốn màu sắc khác nhau và tất cả thí sinh mà họ sở hữu đều có rất là nhiều khả năng cũng như rất là tài năng. Nông Phước Thịnh chỉ hy vọng là đêm nay ai thắng thua không quan trọng, phải không ạ? Chắc là phải trả lời cái câu hỏi mà học thuộc bài ạ. Vì đừng làm khó Nông Phước Thịnh, hãy cứ tận hưởng hết đêm gala của chung kết Giọng Hát Việt năm nay để chi chúng ta sẽ có được thật là nhiều những sự đánh giá trong lòng của mỗi người. Và Nông Phước Thịnh xin chúc cho Giọng Hát Việt luôn luôn thành công. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Nếu bạn cảm thấy khó thì hãy nhắn tin cho cả bốn thí sinh của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn Nu Phước Thịnh. Quý vị thân mến, còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào mừng những vị huấn luyện viên của chương trình.